Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mấy chị em mình đi ra vườn thu hoạch bầu nè. Và thu hoạch thêm mấy cái rau củ quả khác nữa nha các bạn. Đó, dàn bầu trái thấy mê luôn á. Mỗi lần thu hoạch là rất là nhiều trái luôn á các bạn. Đây là mấy cái bầu mình hôm Có nay cái thu hoạch này, nè, quá chừng rồi bây nè. giờ mình phải chấm cái bông này để cho nó ra. Nhà chị cấp Đây, thụ phấn cho thủ bầu món nè, cho bầu luôn. nhưng mà mình không có thụ phấn á, ong nó bay không có tới á, là nó không sẽ trái, nó sẽ bị đẹp, nó không có ra nữa. Nè, dùng mấy cái hoa đáng lẽ mình phải thụ hôm qua nè, hoa nó nở vậy nè, mình chà cho đây nè là bầu nó sẽ ra trái. Lấy cái phấn ở trong nè, mình chà anh này. Nó sẽ ra trái. Đó, đây nè. Mấy cái dưới đất Đây, luôn thấy mấy không? cái này, mấy cái này là Bầu mà nó ống nó nằm không dưới có vô, đất mình luôn phải mà. thụ phấn nè. Thụ phấn nó mới ra. Nó nấp trong Đó, đây là không thấy. không có thấy. Trong cái này Thôi. mình mới chấm phấn. Ồ trời. Các bạn có trồng cây cây bầu mà có thời gian rảnh á, mình ra thụ phấn á thì mình sẽ đậu được nhiều trái hơn ha. Là cái dàn bầu của nhà chị mình nè, cái dàn rất là bự cao luôn á. Nên bầu tha hồ mà nó leo luôn các bạn. Ở đây chắc cũng nhiều dây bầu lắm nha. Mình nhìn ở dưới đó xong thấy có 4, 5, 6 dây luôn á. Trái bí đỏ Ồ, cái bí đó kìa. Cái bí cà bô trà nè. Bầu ơi, thương lấy bí cùng. Đi cái vô. bí đó là bí Nhật á, À, bí này ngon nhưng lắm mà á. năm này không có bí đao Có nha, con trái hả? không Ồ, trái con trái nha, thấy cưng con. nhưng mà Cái bí bí nè. nhiều trái nha. Nhưng mà cái bí đó mai mốt chắc mình phải thụ phấn, nếu không thụ phấn nó không có ra, tại nó có mấy trái. Bên đây là cái dây bí nè, nó đang bò ở dưới đất đó các bạn. Có cái bông màu vàng vàng rất là đẹp luôn ha. Đó, có mấy con ong nó bu lại cái bí luôn á các bạn. Bu lại cái bông bí nè. Này, 10 trái bầu mới hái xong nè các bạn. Là cái bạc hà. Cái leo này nó ra đợt này là đợt thứ tư năm rồi đó, Wow. cho nên bây giờ nó ra đợt này là chắc là leo trái thấy phá hàng luôn. vàng luôn á, tại vì giờ nó ra nó hết tốt rồi. Trái trong nó dài dữ vậy. Nó dài, trái đầu tiên ra nó dài. Cái thằng lọn luôn. Mất chắc khoảng chừng 1 tuần 2 tuần rồi nó hái được rồi. Quá đã chưa. Giờ thắt bính. Người lấy cái đầu thắt bính rồi. Hôm bữa Thắt hái cái bính cho trái này kêu bắp. ngon á, trái này chắc ngày mai chắc cắt được rồi, mai mốt rồi chắc được rồi, nó hơi ngắn ngắn Nó mà nó khô rồi kìa. nó Không khô thành đâu. chắc nó đợi 1 2 ngày đi rồi hả, hôm bữa hái vô non á. Trời chưa xin chín lắm. Rõ thầy chưa. Trái thấy cực luôn. Và phía bên đây là cây lá mơ nè các bạn. Cái bông tạo bắt đẹp chứ. Ủa, cái bông nó vui vô cái bông đó. Nó quá chừng luôn. Cái bông rồi nó đẹp thiệt chứ. Đúng không? Trời, trái này cắt già thôi, để giống đi. Yeah, chắc làm giống được á. Trái này bự quá. Yeah, trái này chắc quên cắt nó già. Ăn hồng tơi thấy mướt thấy cưng. Xanh mướt. Này nó có hoa. Cái này. Loại peach nè, loại cái peach giòn. Ừ. Bữa chị định mua cái cây mà donut peach á, nhưng mà nó còn mắc đó, nó bán cây tới 80.000 đồng. Ồ, xương xăm nữa kìa. Xương xăm năm sau mình ăn hết chưa? Ở trong nhà ăn hết chưa? Tại vì nó nằm ở trong này cắt khó lắm. Nó một nùi luôn. Nùi mà. Nó là tại vì nùi xương xăm. Năm sau mình bỏ vàng lên cho nó leo, tại vì nó không có ánh nắng nè. Lá nó không có được xanh nè ha. Đúng rồi. Nha, mình phải bỏ vàng nó có nắng nó mới xanh.
hết rồi luôn. Ủa lá nó to. Nó to sao? To thì tại to. Vì mình cắt á, thì mấy cái lá mọc nó to. Đã chưa? Ủa cái lá này nè. Đã. Cắt vậy là 3 lần rồi đó, một lần thì cũng được 2 kg. Quá. Bông đẹp ha, bông nó tím tím nè, đẹp. Đồ đũa chị có ngắt đọt không? Không, tự cắt chị để vậy xong tự động nó ra. Ê, cái đồ đũa non èo. Một hai bữa nó bự lắm, nghèo quá. Tím trái quần cây luôn. Ôi, cưng cưng. Cắt vô ấy luôn, cần để nó già lắm nè. Cắt luôn đi, tôi thạch lên đây. Tôi thạch. Cái này bỏ vô xong mình nướng lên thôi. Rồi, hai chân hết tình. Rồi tiếng, ú. Đã chưa, đã chưa. Qua này trong này cũng có bữa qua nhiều quá vậy. Quá chừng luôn á, hồi bữa em gạch ra em thấy quá chừng. Coi kìa. Thấy mà cưng mấy trái nhỏ nhỏ còn quá mới bọc qua nữa kìa. Còn trái dưới này nè. Bên kia, bên kia. Cầm bên đó. Trời, trời ơi, cứng dữ trời. Ôi đã chứ, uống nụ trái uống nụ. Sợ nằm trong kia mình không thấy. Còn cái bự trong đấy nè. Wow, một tháng trái ta. Còn có mấy trái trống nữa. 7 trái. Để vài bữa nữa. Wow, còn mấy trái trái nè. Ăn uống. Khổ không muốn tốt. Ủa, cái cọng này bự. Ồ. Này loại lá bự phải không? À, lá bự. Mà nó giòn, nó không có. Đúng rồi, lá lớn em thấy ăn nó ngon hơn, nó không già lâu quá. Còn cái loại mà lá nhỏ nó già mang già chứ. Cái này là cắt được, này là đợt thứ tư. Giống thì dùng cho đó. Dạ. Yeah. Hái được gỗ càng tím nè các bạn. Đã chưa? Đây là cây rau dền nè. Nhìn giống cây bông vậy. Rau dền đây. Nó mọc chi chít luôn á. Mà đợt đầu á nó không có lỗ nè. Xong rồi giờ mấy con cào cào nó biết á, nó ăn nè. Chứ đợt đầu trồng lên là nó đẹp á. Nó không có lỗ mà nó cao. Giờ mấy con này nó biết nó tới nó ăn. Bón cái phần này nè các bạn. Phần ngoài mà rau muống tốt quá chừng, chạy bầu quá chừng trái luôn. Đây là phân bò ha. Hình như hôm gì kho bán. Một bao vậy là 6 đồng mấy á. Bữa anh mua 6 đồng đi rẻ luôn. Dạ. Ra lấy cái rổ để cắt thêm mới rau muống nè các bạn. Bể này qua đã mấy cái rổ này. Vườn rất là rộng luôn nha.
Thì có mấy trái khổ qua nè. Đó. Trái khổ qua hết trơn chưa? Thằng má nãy giờ má được như đây. Và đây là thành quả của hai chị em đi ra ngoài thu hoạch. Một người thì hái, một người thì quay phim nè các bạn. Quá chừng luôn. Cái này đem đi nấu ăn nè, rồi đem đi cho người này người kia nữa nè các bạn. Rau muống một rổ bự luôn á. Rồi cỡ mười mấy trái bầu luôn các bạn. Đó cà tím nữa nè. Quá chừng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye.